Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương đổi mới cơ chế quản lý đầu mối kinh doanh xăng dầu theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian nhiều hơn nữa, dễ kiểm tra, giám sát, thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện phù hợp, không giật cục, không cầu toàn, không nóng vội. Bộ Công Thương khẩn trương trình Chính phủ nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 95/2021 và nghị định số 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu trong tháng 3. Đồng thời, khẩn trương xây dựng giá điện khí, điện gió, điện mặt trời phù hợp cơ chế thị trường, trình Chính phủ trong quý 2 năm 2024.